Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại ấp Dầm Kênh, xã Tân Thành của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang nha. Ở chỗ này, mặt tiền trên con đường này luôn nè, em có một mảnh đất 500m2. Ở phía trước á, là bề ngang 12m99 nha. Phía sau là 13m32 nở hậu. Chiều sâu vô là 39,38. Đó, tổng diện tích là 500m2 cái miếng đất này nè. Từ cái điểm này nè đi anh chị, miếng đất này là vuông vức rất là đẹp luôn. Từ chỗ này đó, đi qua tới cặp máy kênh bên đây nha. Tới chỗ này, ở đây là có mấy kênh hiển thị trên sổ nha anh chị. Thì mấy kênh này thì là một cái ưu điểm của mình. Mình có thể thoát nước bên hông nè. Là bên đây đó là anh chị thoát nước thoải mái nha. Mưa lớn, mưa ngập gì đó là thoát nước thoải mái. Sâu ra phía sau là 3 mấy mét. Thì tới cái hàng dừa phía sau đó, cứ 39 mét đo là tính tới phía sau có cọc rồi. Nhưng mà phía sau đó là một cái bụi cỏ nên em ra không được. Chút xíu cái em bay cái live cam ra phía sau. Bữa nay em mới mua live cam, em mới có quay lần đầu tiên luôn, hơi rung, anh chị thông cảm nha. Chút xíu em bay ra phía sau em quay cho anh chị coi. Thì bắt đầu em bay lên nha anh chị. Thì em cũng mới bay lần đầu quá nên nó còn hơi hơi lắc chút xíu, anh chị thông cảm. Thì cái hướng này nè, anh chị chạy thẳng là tới huyện lộ 08 nha. Lên lên cống Dầm Kênh và lên ấp Đèn Đỏ, chạy về Phà Bến Chùa luôn. Nhưng tại cái hướng này, hiện tại em đang đứng trên đường là đường huyện lộ 07 nha. Cái điểm này á, thì anh chị chạy về thành phố Hồ Chí Minh á, là cỡ 59 cây tới 60 cây đổ lại. Cái ao phía sau là ngoài cái đất mình nè, ngoài sau đất của mình nha, cái mảnh vườn của người khác. Còn cái hướng này anh chị chạy là chợ Tân Thành, chạy đâu một cây mấy tới 2 cây nữa là tới chợ Tân Thành rồi. Ra tới tỉnh lộ 862, cái hướng này về thành phố Hồ Chí Minh luôn. Anh chị chạy xuống biển Tân Thành cũng được. Ở đây thì xuống khu du lịch biển Tân Thành thì cũng rất là gần, vài cây số thôi. Khu vực đây nhà cửa cũng rất là đông. Nhà cửa rất là nhiều nha. Ở đây thì thuận tiện cho anh chị mua bán, kinh doanh, làm cái gì cũng được. Tổng diện tích của nó là 504m2, nhưng mà em nói là 500 thôi. Ngang thì phía trước 12,99, phía sau nở hậu ra 13,32 nha. Bên hông thì chiều dài là 39,30 mấy luôn đó. Tổng diện tích là 504, đất cây lâu năm. Phía sau mình thì đất rất là sạch đẹp nè, có nhà cửa phía sau nữa. Video này em quay hơi lắc một chút. Những video tiếp theo em sẽ quay hoàn chỉnh lại, cố gắng mình quay cho nó mượt mà và nó chi tiết, nó rõ ràng hơn nha. Đây em tiến ra phía sau nè. Thì cái miếng đất trống sát bên căn nhà là miếng đất mình kêu bán nha, sát vách căn nhà luôn đó. Thì hồi nãy em có bay một vòng của live cam này đó. Khu vực đây nhà cửa rất là đông nha anh chị và cô chú. Thì nhà cửa sát bên, có cái ông anh sát bên nhà, ổng kêu anh chị nào có mua thì ổng sẽ cắt phía sau bán thêm cho anh chị. Bề sâu vô là 6m, bề ngang cũng bằng cái đất của mình luôn đó. Người ta bán 100m2 phía sau luôn, nên anh chị nào mua thì mua thêm phía sau làm nhà vườn nha. Ở đất hiện tại là cũng cao ráo rồi, cao hơn mặt đường, bằng mặt đường thôi chứ không có cao hơn.
Đất này cũng mới băm lên nè, mới đổ thôi. Thì ở đây thì chủ kêu 1 tỷ 2, 60 triệu, 1 tỷ 2 60 triệu nha. Xung quanh đây đất rất là đẹp. Tới chỗ cái gốc dừa đó anh chị, gốc dừa nó băng ngang đó. Điểm bị sâu vô gần 40 mét là ok. Phía sau có cọc rồi. Đất này như phía sau có cắm cọc rồi phải không anh? Đất này phía sau có cắm cọc chưa? À rồi, ngay chỗ cái dừa chỗ vô có cắm cọc rồi phải không? Của anh không có cắm cọc, bây giờ ai mua thì anh cắt ra cái diện tích nhiêu đó anh bán cho người ta. Dạ dạ. Rồi có ai mua thì em dẫn xuống anh. Đất hướng đông nha anh chị, đất hướng rất là mát, hướng ngay ngọn gió đưa vô luôn. Đây ra chợ chút xíu là tới rồi. 1 tỷ 2 60 triệu cho mảnh đất này, đường quyện lộ 07 nha. Đây là đất cây lô 5, chưa có lên thổ cư. Anh chị nào lên thổ cư thì em nghĩ là chắc cỡ 50 triệu 100 mét vuông ở khu vực này là cao lắm rồi đó nha. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video. Anh chị nào cần liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.